cảm ơn toàn thể quý vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, ở phần chào đầu quý vị đã thấy một sự khác biệt ở những tuần trước, đó chính là người nhảy cặp với Minh Thảo không phải là Lâm Vinh Hải nữa mà là Minh Hiền. Bởi vì rất buồn là vì Lâm Vinh Hải bị tái phát chấn thương và không thể tiếp tục đồng hành cùng Minh Thảo nữa. Tuy nhiên Minh Hiền giúp Minh Thảo lấy lại tinh thần và hiện tại Minh Thảo đang rất phấn chấn trong phía sau sân khấu, bởi vì người bước ra sân khấu đầu tiên ngay bây giờ không ai khác, đó chính là Minh Thảo. Sao không? Gọi bác sĩ nha. Cái khúc bê đỡ đó tự nhiên trong cái lúc mà anh bê rồi, cái tự nhiên anh nằm lăn ra luôn. Nó bị kêu khóc một phái. Thế là Hải cảm giác lên mà tay chân mình rụng rời hết luôn, cảm giác mình đứng không vững luôn á. Lâm Minh Hải bị một cái chấn thương lưng trên nền một cái thác việt đi đệm cũ. Anh ấy hiện tại không thể nào tham gia vào những cái hoạt động nhảy múa được. Sau 2 đến 3 tuần anh ấy có thể quay lại, nhưng mà cần phải tránh những cái động tác bưng bê. Tới cái tuần mà gọi là mang tính chất quyết định để vào top 3, Hải cũng cảm thấy hơi có lỗi một tí, nhưng mà Hải nghĩ là Thảo sẽ vượt qua thôi. Tại vì bạn ơi mới thì Hải nghĩ là cũng đủ khả năng giúp cho Thảo vượt qua dòng này. Thật sự mình rất lo lắng ạ. Tại vì chưa tập với Thảo bao giờ. Với một thời gian tập luyện là rất ngắn để có thể đáp ứng được 2 bài. Mà bây giờ đây là một tuần quyết định để vào được top 3. Chỉ biết cố gắng tập hết sức và làm thế nào cho Thảo thật yên tâm để Thảo có thể có một phần biểu diễn thật tốt. Anh mong là em có thể được vững tinh thần để mà hoàn thành thật tốt cả 2 bài diễn. Tại vì đó là một chứng tỏ một cả một quá trình 10 tuần em đã theo chương trình, em đã giảm cân như thế nào, em đã tập luyện nhảy múa như thế nào, và cố định cái tinh thần của em để đi sâu hơn nữa và xa hơn nữa về sâu về dài về cái tương lai của em nữa. Như là diễn được những bài diễn mà em hằng mong muốn được diễn, chứ không phải là bị người ta áp đặt vào những cái vai chỉ là vui nhá. Cố lên. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối bù xù, thân bé cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, giận ai, ai thù ai, anh cho qua đi vì tôi còn sống. Đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai, nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi. Ai lừa ai, hờn ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê, và cứ vui lên người ta không có đau. Vì tôi còn sống. Rất dễ thương, rất hồn nhiên và nhí nhảnh. Và bây giờ là lời nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần, xin mời anh. Trước muốn nói cảm ơn với Minh Hiển đã bước vào và giúp Thảo trong một cái thời gian rất là gấp. Muốn cảm ơn cái phần biên đạo của một người mới trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân là Dương Anh Mỹ. Bài Lyrical Hip Hop này, đúng là Lyrical Hip Hop, nó là một bài rất là vui, tươi và dễ thương. Và anh thấy là Thảo em làm rất là tốt cái điều này. Và một cái nữa, em là người đầu tiên. Bình thường em là người cuối cùng đúng không? Thì chúc mừng em về cái điều đó. Nó có nhiều cái động tác rất là dễ thương, mấy cái động tác nhỏ, mấy cái trích tiết nhỏ. Và nó có một cái bưng bê anh thấy nó rất hay. Lúc Minh Hiền bê em lên và em sạc cái chân lên, quyên một cái vòng.
Cái đó khó làm. Đúng là hay, không phải chỉ là một cái hay về cái sự hỗ trợ của Minh Hiền. Em phải rất là khỏe để bưng như vậy, nhưng mà em phải có cái cách kiểm soát và giữ cái cơ thể rất là chắc để xoay cái chân qua and cuốn vô, và em làm cái đó rất là tốt. Tập trung về cái động tác một chút xíu nữa để cho nó sạch hơn một tí, tại nó có mấy lần nó chưa rõ ràng lắm, nhưng mà theo cái phần diễn, cái gương mặt rất là tươi, rất thích. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cái tuần này thật sự khó luôn cho cả hai bạn. Bởi vì cái thứ nhất là cái ăn rơ của Hải với Thảo nó đã có rồi. Và cái thứ hai nữa là cái thời gian tập nó cũng khá là gấp rút dành cho Hiền. Cả một cái sự khó khăn, nhưng mà tôi thấy nghĩ là cái sự khó khăn đó các bạn đã vượt qua một cách rất là dễ dàng. Về kỹ thuật thì như Chan Hy, tôi có nhận xét thì cũng như thế thôi. Và tôi chỉ nói là một cái bài các bạn biểu diễn rất là dễ thương. Và tôi chờ sự bùng nổ của các bạn trong bài thứ hai. Rồi. Đúng là một bộ màn rất là dễ thương. Nó có yếu tố bất ngờ. Nó không phải dễ thương không, là còn không kém cái phần hấp dẫn đầy nghệ thuật ở trong cái chuyên môn của các bạn. Một bản dựng rất là hợp lý về cái tiết tấu cũng như là cái nhịp của trong cái bài hát này. Một sự lựa chọn mở màn suôn sẻ cho những thí sinh ở phía sau nữa. Chúc mừng phần thi của hai bạn. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Chuân Huy Trần. Vì hôm nay là một ngày rất là quan trọng để quyết định ba thí sinh đi tiếp theo, thì John Huy sẽ khó một tí xíu nữa. Và đúng mà nói, cái động tác của em anh cần nó chắc hơn một tí nha. Nhưng 9 điểm. Wow. Xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Vâng. Đúng là các bạn có một cái sự khó khăn hơn những người khác là phải ráp nối một người mới. Nên là tôi tự cho mình cái quyền quyết định cao nhất mà tôi có được là tôi cộng thêm một điểm nữa cho các bạn là 10 điểm. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Kính thưa quý vị thân mến, ở tuần này mỗi thí sinh sẽ trải qua hai bài thi. Và tổng điểm của thí sinh sẽ được tính như sau. Đó chính là điểm trung bình sau hai bài thi cộng với phần trăm giảm cân tuần vừa qua. Thí sinh có tổng điểm thấp nhất sẽ buộc phải chia tay với cuộc thi.